Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý anh chị. Nay tiếp tục em đi quay cho quý anh chị mình tham khảo một mảnh vườn cà phê hồ tiêu. Vị trí trực thuộc tại thôn 5, xã Thuận Hà, thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông quý anh chị này. Một mảnh vườn cực đẹp luôn. Thân đất của mình là triền nhẹ. Vườn này thì có hai lối đi vào quý anh chị này. Theo cái đường chung này á, là mình đi ra trung tâm của xã Thuận Hà thì mất khoảng 5 km theo cái đường này quý anh chị này. Còn nó có một cái đường phía bên dưới là cách đường bê tông khoảng 200m. 200m di chuyển bằng đường đất đến đất của mình, còn lại là đường bê tông và đường nhựa là đi ra trung tâm xã Thuận Hà, rơi vào tầm khoảng 7 km quý anh chị này. Và mình di chuyển ra quốc lộ 14A là mất 8 km quý anh chị nhé. Đó, nơi đầy đủ các tiện ích. Và mảnh vườn của mình thì nằm ngay khu dân cư luôn. Đấy, thân đất của mình là triền nhẹ. Và cây trồng trên mảnh vườn của mình gồm có cà phê và hồ tiêu. Tổng diện tích mảnh vườn này là 2,1 hectare quý anh chị nhé. Sổ sách chính quy đầy đủ cho quý anh chị mình luôn rồi. 2,1 hectare. Và bác chủ nhà đã trồng phun kín cà phê. Đó, phun kín cà phê như thế này. Và trồng rậm được khoảng 600 trụ hồ tiêu xen canh trong cà phê này quý anh chị này. Và có 10 cây sầu riêng Thái Lan. Đó, một mảnh vườn với thân đất cực đẹp luôn. Nằm ngay khu dân cư. Và đường xá di chuyển lưu thông đến mảnh vườn của mình thì vô cùng thuận tiện. Xe hơi 4 chỗ gầm thấp có thể di chuyển đến vườn quý anh chị nhé. Nằm ngay khu dân cư đông đúc này. Đây, thân đất của mình đây quý anh chị. 2,1 hectare và giá bác chủ nhà đang rao bán thời điểm hiện tại cho tổng diện tích nguyên lô này là 3 tỷ 150 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng bất lộc lá cho quý anh chị mình nhé. Đó, một mảnh vườn cực đẹp luôn. Vị trí trực thuộc tại thôn 5, xã Thuận Hà, thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cà phê là phun kín vườn và bác chủ đây thì bác bảo mỗi năm bác thu về ít nhất là rơi vào tầm 7 tấn cà phê nhân mọi người nhé. Còn hồ tiêu đây này là rơi ít nhất tầm 2,5 tấn trở lên quý anh chị. Đó, một mảnh vườn cây trồng phun kín và thu nhập cực cao luôn. Thời tiết Đắk Nông bây giờ khá là xấu quý anh chị này. Mưa dầm cả ngày luôn. Mưa không ngớt nên hình ảnh livecam trên cao mình sẽ không quay cho quý anh chị mình xem được. Đó, thì em sẽ đi thực tế ở phía bên dưới đất này cho quý anh chị mình xem. Có một mảnh vườn cà phê hồ tiêu rất là đẹp luôn. Và cái nguồn thu mảnh vườn mình thì rất cao quý anh chị nhé. 3 tỷ 150 triệu. Đó. Với cái nguồn thu như thế này thì mảnh vườn này quý anh chị mình mua vào chỉ cần 3 năm là quý anh chị sẽ về bờ nha quý anh chị. Đó, 3 năm với giá nông sản như thế này là quý anh chị mình sẽ lấy lại vốn luôn. Cà phê là đều răm rắp như thế này hết quý anh chị này. Là trồng phun kín là 2.200 cây cà phê. Mảnh vườn của mình thì bị khựng dốc ở phía bên dưới tầm khoảng hơn một sào quý anh chị nhé. Là để đến khu vực tưới, hồ nước tưới này. Cũng như là suối của mình. Đó, mình có một hồ nước tưới riêng và có suối lớn bao quanh dưới cái mảnh vườn của mình luôn quý anh chị này. Rất là đẹp luôn. Đây, hồ tiêu. Năm nay trái khá là nhiều. 600 cây hồ tiêu như thế này. Trồng xen canh trong mảnh vườn cà phê của mình. Phân tro là bỏ 3 đợt rồi. Và đường ống quý anh chị này là bác gia chủ chôn sẵn cho mình. Từ dưới suối lớn lên mảnh vườn của mình. Lên đầu mảnh vườn luôn quý anh chị nhé. Rất là đẹp. Vị trí trực thuộc tại thôn 5, xã Thuận Hà, thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đây, hồ tiêu ngất ngây luôn quý anh chị này. Đấy, một mảnh vườn cây trồng phải nói là hàng hiếm, hàng VIP quý anh chị nhé. Năng suất năm nay thì quá cao luôn. Nói chung cà phê và hồ tiêu này là năm nay bác gia chủ đang dự trù phải trên dưới 10 tấn mọi người nhé. Rất là đẹp. 10 tấn theo giá cả bây giờ thì quý anh chị nghĩ xem. Phải trên 1 tỷ rồi quý anh chị này. Hơn nữa là phân cho 3 đợt thì bác gia chủ đã đầu tư hết cho quý anh chị mình luôn rồi. Và mình mua vào là mình thu hoạch. Chờ khoảng tầm 2 tháng nữa thôi quý anh chị. Là mình thu hoạch cà phê. Sau đó là mình sẽ thu hoạch hồ tiêu. Đấy, cà phê như thế này là bác chủ trồng được 2.200 cây cà phê. Ồ, rất đẹp luôn. 2,1 hectare trên sổ sách của mình đã được thể hiện quý anh chị nhé. Và trên đất của mình này, bác chủ đã làm một cái chòi, chòi xây, chòi tạm quý anh chị. Nói chung cái chòi này thì quý anh chị đến để canh tác vườn thì cũng ở thoải mái rồi. Đó, chòi cũng khá là rộng, khoảng 25 mét vuông quý anh chị. Đó, trời lại đổ mưa rồi.
hình ảnh thì khá là tối, cô chú quý anh chị mình cố gắng thông cảm và cố gắng theo dõi hết video để nắm bắt thực tế cái mảnh vườn này một cách rõ ràng nhất quý anh chị nhé. Cà phê trái này đều răm rắp luôn quý anh chị, 10 cây như một. Vị trí trực thuộc tại thôn 5, xã Thuận Hà, thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, thân đất của mình là triền nhẹ, chất đất đỏ ba gian, tơi xốp quý anh chị này. Mảnh vườn với cây trồng gồm có cà phê và hồ tiêu. Và giá bác chủ nhà đang rao bán nguyên lô này 2,1 hecta là giá 3 tỷ 150 triệu quý anh chị nhé. Mình gồm có 2.200 cây cà phê kinh doanh đang cho nguồn thu rất là mạnh. Và mình có 600 trụ hồ tiêu, có thêm khoảng trên dưới 10 cây sầu riêng Thái mọi người nhé. Cà phê rất là đẹp luôn và trái cực nhiều cho quý anh chị mình. Một mảnh vườn mà quý anh chị mua vào chỉ cần phân tro chăm sóc là mình chờ đến ngày thu hoạch thôi. Tại vì các cây trồng trên mảnh vườn thì bác gia chủ đã trồng rất là bài bản. Đấy, rất là đẹp, một mảnh vườn phải nói là cực VIP luôn. 2,1 hecta và giá là 3 tỷ 150 triệu quý anh chị ha. Cà phê phê ngất ngây luôn quý anh chị nhé. Với một lượng trái cực nhiều luôn. Đấy. Hứa hẹn một mùa vụ bội thu cho cô chú quý anh chị mình. Trái rất là to, cà phê giống mới hoàn toàn luôn. Cà phê này rơi vào độ tuổi tầm khoảng 10 năm cô chú anh chị ạ. Rơi vào khoảng 10 năm tuổi thôi. Đấy, rơi khoảng 10 năm tuổi là dàn cà phê của mình đang đó có độ tuổi ăn lên mọi người nhé. Hồ tiêu như thế này là có 600 cây. 600 cây hồ tiêu. Cà phê trái. Trái cực đều luôn. Phải nói là một vườn bác gia chủ chăm sóc bài bản. Hồ tiêu 600 cây và cà phê là 2.200 cây. Đều như vắt chanh quý anh chị nhé. Cà phê phải nói là một vườn cà phê rất đẹp. Đấy. Trái cực đã luôn. Đây. Em sẽ quay tổng quát từ trên xuống dưới cho cô chú quý anh chị mình nắm bắt rõ ràng nhất. Trời mưa khá lớn luôn quý anh chị này. Mảnh vườn này quá đẹp nên em sẽ quay cả mưa cho quý anh chị mình xem. Đấy, cà phê đã không. Từ vị trí mảnh vườn này, cô chú quý anh chị mình di chuyển ra trung tâm trường chợ của xã Thuận Hà là mất khoảng 5 km mọi người nhé. Và mình di chuyển ra quốc lộ 14A là chỉ rơi vào đâu đó khoảng 7 km thôi. Đường xá lưu thông thì vô cùng thuận tiện. Cà phê rất là đẹp. Và mình chỉ cách trục đường bê tông rơi vào đâu đó khoảng 200m. 200m thôi cô chú quý anh chị này. Và mình chỉ đi đường đất khoảng 200m là mình đến mảnh vườn của mình rồi. Đó, dân cư ở phía bên dưới mảnh vườn thì khá là đông rồi. Đường đi đến mảnh vườn thì có hai đường, một đường trên và một đường dưới, đều được thể hiện ở trên sổ mọi người nhé. Rất đẹp. Đây quý anh chị mình nhé. Phía bên dưới này quý anh chị này là mình mất khoảng hơn một sào là nó hơi bị khựng dốc một tí như thế này này. Đó. Chỉ hơi thoải một tí thôi. Còn cái khu vực phía bên trên của mình ấy, là đất cực đẹp luôn. Đó, dân cư ở xung quanh này phân bố rất là đều rồi. Đó, dân cư toàn nhà mái Thái không thôi quý anh chị này. Và cách trục đường bê tông ở phía bên này ngoài này ấy, là đúng 200m thôi. Và mình gồm có ao riêng này, suối lớn này, máy móc thì đầy đủ hết rồi. Cái khu vực bị khựng dốc này thì bác gia chủ cũng đã trồng cà phê tơ hết rồi mọi người nhé. Dân cư này rất là đông mọi người nhé. Nói chung hiện hữu khá là đông rồi. Thì muốn biết thêm thông tin chi tiết mảnh vườn này thì cô chú quý anh chị mình cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0345 137 793. Cũng là số Zalo hiển thị ở góc phải màn hình mọi người nhé. Thì em sẽ gửi vị trí thông tin sổ sách đầy đủ cho quý anh chị mình tham khảo. Rất là đẹp một mảnh vườn. Phải nói là rất đẹp luôn. Đây, để em quay khu vực hồ nước tưới cho mình xem. Đây, mình có một cái hồ nước tưới đây quý anh chị này. Đó, có một hồ nước tưới này. Và phía bên ngoài thì mình ôm suối lớn luôn. Suối chảy đó.
Đấy, suối chảy qua phía bên này, mình ôm nguyên con suối này luôn quý chị này. Ở phía bên dưới này thì có cà phê tơ, sen hồ tiêu này. Đấy, đất của mình đây. Nó bị khựng dốc một đoạn này thôi, còn lên trên là đất cực đẹp luôn. Đến đây em cũng xin kết thúc video và hẹn gặp lại cô chú quý chị mình trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.